Về cái liên quan đến phân cấp phân quyền, và phân cấp phân quyền thì đấy thì cũng đã trao đi đổi lại mãi rồi của đại biểu Mai Thị Phương Hoa. Và thì cái phân cấp phân quyền này thì báo cáo với đại biểu là cái chủ trương của Đảng Nhà nước thì phải đẩy mạnh cái phân cấp phân quyền để bảo đảm cái nhiệm vụ là đảm bảo được cái thực hiện tốt nhất và nhanh nhất. Thì vừa qua thì ta thấy là một cái lĩnh vực giao thông thì khi ta phân cấp phân quyền thì lúc đầu thì cũng thực sự là cũng băn khoăn. Cho nên ban nãy tôi mới nói là cái phân cấp phân quyền đi đôi với lại kiểm soát quyền lực, rồi tăng cường cái giám sát kiểm tra. Nhưng mà phân cấp phân quyền thì phân bổ nguồn lực và phải nâng cao cái năng lực thực thi. Hai cái này là rất là quan trọng. Thì tôi đề nghị là liên quan đến cái phân cấp phân quyền là như vậy. Và các cái lĩnh vực khác thì cũng phải trên cơ sở cái chủ trương đường lối của Đảng. Giờ chúng ta lại phải thể chế hóa ra, thể chế hóa ra. Ví dụ như vừa rồi ta phân cấp phân quyền về cái giao thông. Thế thì rõ ràng là chúng ta phải, Quốc hội là phải ra cái nghị quyết. Vì trong luật thì quy định là đường quốc lộ thì địa phương không phải là chủ đầu tư. Thì đấy, ngay cái mắc cái chỗ này. Cho nên mình phải rà soát lại cái hệ thống pháp luật của chúng ta để trên cơ sở đấy hoàn thiện cái thể chế, rồi xây dựng cái đội ngũ cán bộ là cũng rất là quan trọng, lại là con người đấy, xây dựng cái đội ngũ cán bộ đủ sức đủ năng lực để mình phân cấp phân quyền điện xuống đấy. Rồi cái thứ ba là phải xây dựng cái cơ chế kiểm tra giám sát thường xuyên, chứ không thì, và kiểm soát quyền lực, chứ không thì ông quyền lực phải nhốt trong lòng cơ chế, không thì ông phân quyền xuống cho ông thì có khi ông lại có những cái vấn đề, tức là lại lạm quyền lại cũng không được. Thì nói tóm lại là cái phân cấp phân quyền này thì chúng ta phải tiếp tục đẩy mạnh hơn, nhưng mà theo tôi thì cần tập trung vào mấy cái việc như vậy.